Xin chào tất cả mọi người nha. Em có về một ít cây cần kéo cắt cành nha. Hàng bãi Nhật nha mọi người. Tất cả ở đây là hàng thủ công hết nha mọi người. 2, 4, 6 cây này là hàng thủ công nha. Còn hai cây này là hàng công nghiệp nha. Nhưng nó vẫn là hàng của nội địa Nhật nha mọi người. Hàng thủ công thì nói chung là nó dày bản hơn nhưng mà nó không sắc sảo. Với lại nó làm bằng thủ công của Nhật nha mọi người. Dạng như là nó mấy cái thép này là dạng nó đúc từ những cái than đá ra rồi nó mới làm thành cây kéo nha mọi người. Cái đó thì em nghe mấy ông anh em nói lại nên em giới thiệu với mọi người như vậy nha. Tại em cũng chưa có làm gì mấy cái cây kéo này nên chưa có gành về nó. Anh em nào biết thì cứ chỉ bảo em thêm nha. Rồi tất cả em giờ em nói sâu vậy nha, tất cả cái cây kéo đây là đồng giá là 350.000 một cây nha mọi người. 350.000 một cây, 350.000 cây nha. Giá em bán chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Cái cây này cây số 1 nha, cây này cây số 1. Giờ em ghi mã số luôn. Số 1. Cây này cây số 1 nha. Nó có cái lẫy dưới đây. Gợt nó ra thôi. Cái cây này là chiều dài của nó là 20 nha mọi người. Chiều dài của kéo là 20. Độ mở miệng của kéo là, em bấm đi vô cho nó rõ. Độ mở miệng của kéo là 5,6 cm nha. 5,6 cm. Kéo này là hàng công nghệ, hàng gia công đó mọi người. Nó không có để chữ tem mác gì nha. Nhưng mà cái sóng dao của nó mọi người nhìn nha, sóng dao rất là dày luôn, nó dày mo à. Em cắt thử cho mọi người xem nha. Kéo rất là bán nha mọi người. Lưỡi của nó mọi người, lưỡi còn nguyên á. Tại em về thấy lưỡi nó hơi bị gỉ xét á, em mài lại thôi chứ em chưa có mài lưỡi cái cây kéo này nha. Này lưỡi nó còn nguyên zin nè. Giờ anh em chỉ xài thôi. Coi cây số 1 nha. Cây này là cây số 2. Cây số 2. Cây số 2. Chiều dài kéo là 20 luôn nha mọi người. Chiều dài cây kéo là 20 luôn nha. Sóng dao nó rất là dày luôn nha mọi người. Dày cộm mà. Độ mở miệng của kéo là 5 nha mọi người. Độ mở miệng của kéo là 4 phẩy mấy à. Mọi người xem nha, đó. Độ mở miệng của kéo là 4 phẩy mấy á. Mấy kéo này cầm rất là chắc tay luôn nha mọi người. Tất cả ở đây là thép đúc hết nha. Thép đúc, đúc viên khối nha mọi người. Cây này cây số 2 nha. Cây số 2. Này em đã mài lại cho nó sáng bóng rồi nha mọi người. Giờ với việc xài thôi.
không cần làm gì nữa đâu. Cây này cây số 3. Số 3. Chiều dài của kéo là 20 nha mọi người. Chiều dài của kéo 20. Quên rồi. Em quên cho mọi người coi cái lưỡi của cây kéo này nha. Cái lưỡi của nó. Lưỡi nó còn nguyên zin nha mọi người, chưa có bị em chưa có mài hay gì nha. Chỉ có mài lại mấy cái chỗ này cho nó sáng cái lại thôi chứ cái lưỡi của nó là còn nguyên hết, không có bị mẻ hay gì. Không có mài lại nha. Đó mọi người xem nha. Em chỉ mài mấy cái chỗ này cho nó đánh bóng lại thôi chứ nó cũ, về nó cũ lắm. Rồi cây này cây số 3 nha, chiều dài nãy là 20 nha mọi người. Độ mở miệng của kéo mọi người xem nha, độ mở miệng hết của kéo là 6 6 8. Em cắt thử cho mọi người nha. Cây này cây số 3 nha. Cây số 3. Thép đúc cho mọi người. Cây này cây số 4. Cây số 4 như mấy cây kia thôi, mà mấy cây này thì lò xo nó lò xo, lò xo kiểu này, còn cái này lò xo này. Lò xo nó xo kiểu này. Chiều dài của kéo là 20 nha mọi người. Lưỡi của kéo nha mọi người, lưỡi của nó nè. Mọi người xem nha. Mở miệng tối đa của kéo là nhiêu ra đây nha mọi người? 5. Mọi người xem nha, mở miệng tối đa của kéo là 5. Sóng kéo rất là dày nha. Như dòng này, như dòng nội địa sóng kéo nó rất là dày luôn. Mua 1 cây đá 1 cây. Anh em xài thời gian sau nó có bị dâm mẻ thì cứ mài lại xài tiếp thôi. Em cắt thử cho mọi người nha. Cầm rất là cứng tay nè. Cây này cây số 4 nha. Cây số 4. Mọi người xem nha. Cây này cây số 5 nha. Cây số 5. Nó có chữ đây nè mà em không biết đọc. Chiều dài của kéo nha mọi người. Chiều dài của kéo là 20 nha mọi người. Chiều dài của kéo là 20. Lưỡi của nó nha mọi người. Lưỡi. Lưỡi của kéo. Mở miệng tối đa của kéo mọi người. Người xem nha. 5. Mở miệng tối đa của kéo là 5. 5 cm. Rất là ngọt nha mọi người. Mấy cành lớn rồi cắt vô tư.
cây này là cây số 5 nha. Cây số 5. Rồi xem nha. Cây này là cây số 6. Cây số 6 này nó giống như cuồng cây số 5 vậy. Cây con số 5 nó còn cái bọc. Cái bọc cao su, còn cái này nó bị mất bọc cao su rồi. Chiều dài của nó là 20. Lưỡi kéo nha mọi người. Lưỡi kéo. Bóp sát vô. Mày thấy không? Còn rất là dày nha. Bản kéo rất là dày luôn. Mở miệng tối đa của kéo là 5 nha mọi người. 5 cm. Kéo rất là bán nha mọi người. Em cắt xong cho mọi người coi cái dấu cắt của nó nha. Đó. Dấu cắt là ở đây nó rất là ngọt luôn nè. Cây này cây số 6 nha. Cây này cây số 6. Người xem nhé. Đồng giá 350.000 cây nha mọi người. Cây này cây số 7 nha. Cây số 7. Cây này nó bị đứt cái cọng dây da nha mọi người. Da nó cầm đây nó buộc cái gì đây đây nè. Mà bị đứt cái cọng dây da rồi. Anh em về anh em tìm anh em gắn lại nha, hay độ lại khác cũng được. Hay lấy dây thùng cột lại cũng được. Cột lại nào xài cứ tháo ra thôi. Chiều dài của kéo là 20 nha mọi người. Chiều dài của kéo là 20. Độ hạ miệng tối đa của kéo là 5,5 nha mọi người. Cái thương hiệu của kéo nằm đây. Lưỡi kéo nha mọi người. Đó, lưỡi của kéo. Cái kéo này đã mài, đã được mài lại vô một chút rồi nha mọi người. Mọi người xem kỹ nha. Đó, đã mài vô một chút rồi. Chắc mọi người coi nha. Cái dấu nó rất là ngọt luôn nè. Dấu nó cắt rất là ngọt luôn. Cây này cây yeah. Cây này cây số 7 nha. Cây số 7. Cây số 7. Cây này là cây số 8 nha. Cây này là cây số 8. Để em đo cái chiều dài của kéo nha. Chiều dài của kéo là 18 nha mọi người. Chiều dài của kéo là 18. Cây này chiều dài của kéo là 18. Độ hạ miệng của kéo tối là 5 nha mọi người. Hạ miệng của kéo là 5.
Này có chữ ở đây nha mọi người, có khắc chữ. Nhìn cũng chả hiểu chữ gì. Em cắt thử cho mọi người nhé. Dấu này mới cắt nè. Cái đầu lên đây thì nó bự hơn, cắt đầu bự cho mọi người coi. Cắt rất là ngọt nha mọi người. Mọi người xem cái lưỡi của nó nha. Đó. Cái lưỡi này là nguyên zin luôn nha, chưa có đụng chạm gì luôn á, chưa có mài miết gì. Mấy cái lưỡi mấy cái này thì em thấy nó còn nó cũ quá, em mài cho sáng. Còn cái này thấy nó tương đối nên em để nguyên zin thì em bán cho mọi người nha, chưa có mài miết cái lưỡi á. Anh em dài thế để vậy cắt cũng được, hay là anh em mài theo cái ý thích của mình cũng được nhé. Lưỡi này là còn nguyên zin luôn, chưa đụng chạm với lưỡi hết. Cây này là cây số 8 nha, cây số 8. Mọi người xem nha, xem kỹ nha. Anh em xem kỹ mấy cái dòng này, mấy cái cây kéo cắt cành này nha, tại vì em chỉ là thích giùm lấy về bán chơi thôi chứ em đâu có chuyên về mấy cái kéo này đâu. Anh em mà lấy cứ alo cho em nhé. Rồi. Rồi cảm ơn mọi người nhé.